À, giấc này chuẩn bị giao xe, mưa tầm tã, thui đất thui cát, đen thui thui lùi. Xếp mâm của con CBR1000 kìa băng cát dây zin. Đối với những một cái con xe lâu năm à, sơn qua 1-2 lớp rồi á, cách tốt nhất mà muốn cho cái mâm nó đẹp nhất á, các bạn chỉ có cách mà bán cát về cái nền nhôm zin, các bạn lót LC lại sơn thì nó mới bét được các bạn. Để cả heo bán cát lại hết luôn, về cái mình nhôm zin lót lớp LC dày lên cái là lên màu là nó mịn, nó láng ngót liền. Xe này khi mà hồi trước là chủ xe dán đề can tem Red Bull, giờ dán chắc cũng lâu lắm rồi sao, nóng giờ lột ra là nó bị chóc sơn hết luôn. Mình phải lột ra cái lớp sơn cũ, bắt đầu là xả lại góc cạnh, giờ đang chét thơm lại cho cái nền nó láng nhất có thể. Còn hai cái gầm ở dưới là chóc gần như hết, mà ác cái có chỗ thì nó ra, có chỗ thì nó không ra. Mà bây giờ mình mua cái hóa chất mà tẩy nhựa bóng về á, mua một can về sử dụng cho nó, không thì nó phí quá. Này hên cái là được cái là vẫn còn vàng cánh gà zin, bát gãy cũng được, cũng tương đối mà hàng lại hết rồi. Chứ còn mấy cái đầu zin mà mấy con này rồi các bạn rớ vô là mua mắc lắm chứ không rẻ đâu nha. Nhiều khi mình không cần thôi, chứ tới lúc mà cần nó là rớ vô mua món nào. Các bạn lên eBay các bạn sập những cái đồ con này, riêng cái cánh gà này hàng LM tháo xe không á nha, là rớ vô một món không dưới 1,5 triệu tới 2 triệu một món nếu mà hàng LM á. Rồi dự kiến là 2 ngày nữa là sẽ chuẩn bị cho em nó về dưới Bến Lức Long An. Chờ 2 ngày nữa coi mình biến hình con CBR này nó sẽ như thế nào hai anh em ha. Giấc này chuẩn bị giao xe, mưa tầm tã, thui đất thui cát, đen thui thui lùi. Xe này là đâu có quay clip gì cho anh em coi được. Xe này là chỉ có rửa trong ngoài rồi sơn lại lốc máy, chặn ba trên dưới, sơn lại dàn mâm, sơn lại dàn áo, đi lại cái set cổ, khúc lip on đi cho theo cái form của chủ xe gửi. Rồi rào lại bát, xi ốc, gác chân, sơn lại sườn. Rồi làm lại bọc lại cái nhựa composite nằm ở dưới cái hộc đồ. Mm-hmm.
giờ test 7x7 49 kiểu rồi. Chuẩn bị lên bến tải cho anh trai về tới Bến Đức Long An luôn các bạn ơi. Hôm nay mưa tầm tã luôn, không còn gì mà không mưa nữa. Dạo này xuống 2 ký mấy rồi. Bởi tôi nói mấy anh em chỉ thấy lúc mà anh em mình thành công, còn những lúc mà giống vậy nè có ai đâu mà thấy. Chơi bời một chút ai cũng biết, nhất giả cả đời có ai hay. Giấc này là 6:30 7 giờ tối, giờ chạy xuống tới Long An. Nếu mà hên mà không kẹt xe thì khoảng tầm tiếng 15 phút, còn mà kẹt xe thôi thua luôn. Đây, xuống tới nơi mấy anh trai kéo 4-5 mạng ra test xe, test đủ kiểu.